Con nhau để biết nó là cá thần,
9 6 4 8 7 9 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
ta lấy đi đâu đã đi lấy một số mỏ tại cho khu vực ngay trên khu vực đấy, nhưng mà khi tập kết về là qua kiểm tra của tư lập pháp và các chủ tư không đảm bảo chứng chỉ về cơ lý theo quy định trọng thành đấy, nó sẽ lên khó khăn như vậy nên là dẫn tới là cái độ nó bị trọng này kia thì em làm được một cái biên bản đó là cái như này đó là nên là làm mà mình không có lấy đáp hồ nào cả nha, mình ghi những câu đó vào trong biên bản là đã tập kết về đó thì mình nói là qua kiểm tra thí nghiệm của nó kiểm tra cái gì của nó thì là không đạt được chỉ tiêu cơ lý theo cái quy trình thi công nghiệm thu nước không ra dòng này đâu nếu một cần phải thể ra cái gì là về cái chỉ tiêu như là hàm quản rồi mày mắng rồi rồi đó, mặt nó ghi cho cái video đó à, phải chống,
rồi á, đến tới là cái tiến độ nó bị chậm là 90 ngày nha. Bây giờ nó đề nghị là bổ sung 90 ngày đó. Đó lặp lại lần nữa tôi biết thành ra. Đây, đầu tiên không? Bây giờ nó không cần những cái biên bản liên quan tới sở nữa. Thank you.
Đông quá hả? Ai đông nữa? Ừ quá, tôi thấy một chút chưa nghe.